Phương pháp giúp nhà lãnh đạo trao quyền và xây dựng đội ngũ mạnh mẽ. Trước nấm mồ của một nhà doanh nghiệp nổi tiếng người Mỹ có khắc một tấm bia với những dòng thơ như sau. Nơi đây yên nghỉ một người tài nhất là lôi kéo được những người giỏi hơn mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lê Chí Linh. Một nhà doanh nghiệp có dám dùng tài hay không là vấn đề quan niệm, còn có khéo dùng tài hay không lại là vấn đề phương pháp và vấn đề về năng lực. Có thể hiểu như thế này, những người giỏi hơn mình, tức là giỏi hơn nhà doanh nghiệp kia, từ góc độ lý tính mà nói vẫn còn khiêm tốn hơn một chút so với năng lực trội nhất. Bởi vì người nói đến trước là do người khác, trên cơ sở người khác đã lựa chọn, sắp đặt vị trí cho mình, còn người nói đến sau thì đủ năng lực nhận biết chọn người như thế nào, biết sắp đặt một người có tài vào chỗ nào mới phát huy được năng lực của họ với một mức độ lớn nhất. Với một nhà doanh nghiệp, dùng tài tất phải chọn nhân tài, chọn tài là để dùng tài cho tốt hơn. Một chức trách quan trọng của người nắm quyết sách ở tầng cao của tập đoàn lớn, công ty lớn, doanh nghiệp lớn là khi nêu quyết sách về nhân sự của bộ phận của mình, phải làm sao biết người, khéo dùng. Nhà doanh nghiệp lớn chỉ bằng sức mình, không thể nào chống đỡ được một căn nhà lớn, buộc phải có nhân tài đắc lực giúp sức thêm vào. Ông ta có biết dùng người hay không, dùng người như thế nào, có thể biết người khéo dùng thực sự hay không, đối với bản thân nhà doanh nghiệp mà ngay cả với toàn doanh nghiệp đều có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc và tác dụng hết sức là quan trọng. Muốn cầm được quân tốt, trước hết phải biết chọn tướng. Việc quản lý kinh doanh trong xí nghiệp cũng cần phải biết chọn được nhân tài đắc lực để phục vụ cho xí nghiệp. Công ty nước giải khát Coca-Cola lớn nhất nước Mỹ từ những năm 70 đến nay luôn bị công ty Pepsi-Cola công kích và ở những cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng từ khi có chủ tịch hội đồng quản trị mới, tình hình đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Đối với một công ty hành động chậm chạp, ông đã có một cải cách mạnh dạn. Một trong sự cải cách đó là tổ chức thành lập một tập đoàn lãnh đạo năng lực, năng động, nhanh nhạy. Ông đã mạnh dạn thay thế hơn chục nhân viên quản lý không có năng lực, chọn một số giám đốc trẻ điều lên tổng công ty trở thành thành viên lãnh đạo chủ chốt. Trong quá trình lựa chọn đề bạt thành viên lãnh đạo, ông nhắc đến nghiệp vụ ở nước ngoài của công ty sẽ ngày một mở rộng, đòi hỏi thành viên lãnh đạo phải là những người có tầm cỡ quốc tế. Thế là ông lần lượt điều những cán bộ giỏi ở các chi nhánh là người Ai Cập, người Đức, người Argentina về tổng công ty để chuẩn bị đi khai thác thị trường nước ngoài. Trong công ty, ông đã tạo ra một không khí tự do ngôn luận. Ông đặc biệt chú ý đề phòng sự đổ bể gây nên từ sự mất đoàn kết trong nội bộ của những người lãnh đạo cấp cao của công ty. Cho nên với cán bộ lãnh đạo, ông nêu ra một yêu cầu hết sức nghiêm khắc, mong có một sự hợp tác thật tốt đẹp, không cho phép có một sự sai sót nào. Nếu một giám đốc nào có một chút biểu hiện không tốt, ông đều sa thải không một chút nể nang. Bởi vậy, một người hiểu rõ nội tình của công ty đã nói, về nghiệp vụ xưa nay ông chưa bao giờ nói đến tình bạn bè, tình quen biết, thậm chí tình người. Vị chủ tịch hội đồng quản trị cũng nêu gương trước mọi người, ông nghiêm khắc với mình. Mọi việc đều đi ở phía trước mọi người. Ông bền bỉ thực hiện ngày ngủ dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng, đọc báo buổi sớm, soạn thảo văn bản trả lời. Ông khéo biết phân tích tình thế khác nhau của công ty, không cho phép các giám đốc cấp cao mùa hè thoát ly sản xuất để được nghỉ phép. Vì đó là mùa vụ tiêu thụ nước giải khát, cũng là mùa vụ sản xuất. Thành viên lãnh đạo ai ở vị trí người ấy, lãnh đạo công nhân đẩy mạnh sản xuất. Những viên chức có thâm niên đạt 20 năm theo quy định có thể nghỉ phép 5 tuần lễ, thường thường cũng chỉ cho phép vài ngày. Ông cho rằng nghỉ phép là chuyện của công nhân, lãnh đạo không cần phải nghỉ phép, bản thân ông xưa nay cũng chỉ có một tuần lễ để nghỉ phép. Lý trí sáng suốt trong công tác quản lý xí nghiệp của con người này được thể hiện ở chỗ, ông chẳng những chỉ áp dụng kỷ luật với công nhân viên chức mà trước hết là với cán bộ lãnh đạo. Bởi vì khi nào người lãnh đạo trở nên mạnh mẽ, tập thể những người lãnh đạo mới sáng suốt mạnh mẽ được. Nếu không kỷ luật thì đó chỉ là lời nói suông. Dùng người thì phải biết nhìn vào thực tế. Khi chọn người dùng vào những vị trí then chốt trong sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, nhà doanh nghiệp tuyệt đối không được chỉ tin vào văn bằng, thành tích học tập và danh vọng, cũng không thể chỉ tin vào những người chỉ quen đánh giặc trên giấy, khéo mồm khéo miệng, mà nhất định phải chọn những người biết làm thực sự để gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip trên kênh của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe. Và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và đừng quên share đoạn video clip này trên tường Facebook cá nhân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.